Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với chuyên mục tin tức mỗi ngày. Hy vọng quý vị sẽ có được những thông tin thật hữu ích. Đừng quên like và chia sẻ để ủng hộ cho chúng tôi. Sau đây, mời quý vị và các bạn cùng đến với phần tin chi tiết. Thanh long là một loại trái cây tốt cho sức khỏe, nhưng những người này ăn thì lại rước thêm bệnh vào thân. Thanh long chính là một loại trái cây nhiệt đới có vị ngọt, hơi chua. Đây được xem là một loại quả mát có tác dụng thanh nhiệt. Ngoài ăn trực tiếp thì có thể đem đi nấu chè, làm salad được rất ngon và bổ. Loại quả này chứa một lượng chất dinh dưỡng cần thiết cho cơ thể như là chất xơ, sắt và cả magie. 100g thanh long tươi chứa 60 calo, 1,2g protein, 13g carb, 3g chất xơ và không chứa chất béo. Ngoài ra thanh long còn chứa lượng chất chống oxy hóa dồi dào. Có trong của thanh long được chứng minh là có thể bảo vệ cơ khỏi sự tấn công của cholesterol xấu, còn một loại chất có tác dụng chống ung thư hiệu quả. Tuy thanh long chứa nhiều dưỡng chất tốt cho sức khỏe, nhưng những người có một số bệnh nên hạn chế ăn quả này. Người bị bệnh tiêu chảy, người thể chất hư hàn, thường xuyên bị tiêu chảy, chân tay mệt mỏi, sắc mặt nhợt nhạt, tùy tiện ăn thanh long hoặc ăn quá nhiều dẫn đến tình trạng nghiêm trọng hơn. Phụ nữ đến ngày kinh nguyệt, người có thể tàn lạnh hoặc phụ nữ đến kỳ kinh nguyệt nên hạn chế ăn thanh long. Bởi loại quả này có thể bị bạn bị lành bụng, tình trạng đèn đỏ càng thêm nặng nề, khiến cơ thể có thể mệt mỏi, khó chịu. Người bị tiểu đường, thanh long chứa nhiều đường glucose, do đó người mắc bệnh tiểu đường nên hạn chế ăn loại quả này, tránh làm tăng lượng đường máu. Bà bầu, phụ nữ mang thai nên cẩn trọng hơn ăn thanh long, loại quả này chứa nhiều protein thực vật, có thể dẫn đến tình trạng bị dị ứng. Một số lưu ý khi ăn thanh long, chọn mua những quả thanh long tươi không dập nát, bề mặt chín đỏ. Dù chúng ta chỉ ăn phần ruột bên trong, tuy nhiên bạn nên rửa sạch vỏ trước khi ăn để vi khuẩn không lây qua quá trình cắt. Tốt nhất ăn thanh long khi mới mua về, nếu như cần bảo quản hãy để thanh long chỗ mát, tránh để trong tủ lạnh, nhiệt độ thấp ảnh hưởng đến chất lượng của loại quả này.